Hồi sáng giờ một tiếng đồng hồ mới có một cái đó. Một tiếng đồng hồ mới có nhân thứ chín rồi phải không? Dạ, này quan trọng. Còn một cái nhân thứ chín nè. Đúng rồi. Mười chín là điềm nghiệp. Nhân thứ chín là do điềm nghiệp. Đúng rồi. Là do thần lực của người khác. Chấm. Như trường hợp Thôi Miên Phật. Còn nếu mà chi tiết hơn á, pháp di diệu là gì? Pháp là pháp, di là di, diệu là diệu, pháp di diệu là di diệu pháp. Rồi, thôi miên. Cái phục không cái chiếc cái đại. Ở đây ở nổi tiếng với trong cái mà thôi miên phục này là ông bác sĩ bên Mỹ đó. Ông bác sĩ này như chị nhớ là tên là Kakashi. Ông này là bác sĩ mà ông có một cái ông luyện được cái thuật thôi miên đó. Cái người bệnh tới ông cho thuốc mà ông uống hoài không hết á, thì ông mới coi người này bị cái ẩn út cái tâm lý cái chỗ nào. Ông mới cho người này nằm trên cái bàn ca cho thôi miên vô, cái dẫn người trở về quá khứ, mà ra trong đời ông làm được khoảng gì là một ngàn ca mà thầy mình hết, mà 1.000 ca này được ghi chép lại lưu giữ trong đại học ở Việt Kỳ nha. Nghe tiểu bang mẹ nghe thì trong cái chuyện đó ổng đi thì nó có một cái mẫu chuyện để cho thấy rằng á, thứ nhất là vô hình trung, nếu như thì vô tình á, ổng thì mục tiêu ổng là chỉ là bị bệnh thôi, người vô tình ổng chứng minh cho là Phật nói cái thuyết tương hồ thì nghe không, tại vì nếu mà dẫn người ta về cho quá khứ là kiếp trước làm gì đó rồi bị gì á, ví dụ như có nhiều người bị ở kiếp trước bị bắn á, cái tim lúc nào cũng hồi hộp hoài, rồi ông giải biết cái câu đó. Thì trong đó có một cái câu chuyện mà nổi tiếng luôn, mà có bà đó bà không có làm gì hết á, bà chỉ làm có cái nghề quảng cáo thôi, mà quảng cáo rất là nhẹ nhàng nữa, bà chỉ mấy cái tiệm mà nữ trang vàng ngọc bát quý kim cương rồi chẳng hạn như đây. Cái mời đó, bà mời cái bà có đôi bàn tay rất là đẹp mà đeo cái món vô, tự nhiên món trở nên sang trọng, mình đeo nó mùi chất mò mà bà đeo phải chỉ sống như đó thôi. Rồi lúc mà bị bệnh nó uống thơ uống hết thì lúc đó ông này cho ông yên lại, thì lúc trước là mấy trăm năm về trước đó thì những cái kiếp quá khứ mà mấy trăm năm về trước á, bả là một nữ tu, tức là một ma sơ á, ở trong một cái tu viện. Người bà này rất là giàu tình nhân ấy, cho nên bả mới tình nguyện bả đi chăm sóc cái những bệnh nhân ở một cái bệnh viện á, rồi bả dùng bàn tay bả chăm sóc, bả lao bả này cái bệnh nhân. Rồi trong lúc bả làm như vậy đó,
Thì cái bệnh nhân mà hết bệnh á thì kia cũng gửi tiền phù lao cho bà, mà do cái vấn đề này á, bà bị khu viện trưởng ấy, là bà vậy đó, bà tức tức bà tức bà bỏ đi, nó nói đi rồi xong á, vì sao bà chết được cái đó mà vẫn còn, bà vẫn còn tức ở trong ấy, nên bà bị cái bà bị cái chứng mà gọi là cái bị nghẹt nghẹt mà nghẹt thở bà á, nó nghe biết được cũng tức đó. Đấy, khi mà gây vậy thì nhờ cái bước mà bên đó đâu biết bước báo là gì đâu, rồi chị nói bởi vậy đó là ngày xưa bà dùng bàn tay đã chăm sóc cho bệnh nhân vậy đấy, giờ tự nhiên chiếc này bà một bàn tay nó rất là đẹp dài phố rất là đẹp, mà suốt đời chị sống bằng cái nghề quảng cáo bằng bàn tay thôi. Nếu ai có được về đưa cái bà chọc cái đeo lên quảng cáo để là sống vậy thôi, giống như Bê-lê quảng cáo kèm với nót vậy đó. Biết không? Biết hình đó không? Sống mà sống nè, cho mà bị uất ức vậy đó. Vậy bác sĩ này ông mới giải biết cái câu đó là bà hết bệnh luôn, không muốn nhiên thuốc. Cái này nè, rồi do mình luôn cái này nằm trong biển mà những chuyện kỳ lạ của ông hồi đó, cái ông này tên là Minh Tất Tông, của bỏ Tất Tông Quang. Tông Quang mới không có bệnh Tông Quang đây nha, không phải thông quan của bác bà nha. Tự bỏ Thích Tâm Quan, ông sưu tầm á, ông biết gì không? Tại do cái nguồn lực tới của người thay nên là như vậy. À, tới 11 mà biết đó, tư thiện mà bất thiện. Nói giờ này nó bất thiện nhiều hơn thiện. Sao lại bất thiện? Sư chỉ nói một điều nha, những ông mà tu sĩ này nè đó, nghe xuất gia này mà luyện mùa chú là Thích Tâm Quy không biết là kiếp này còn vậy đó, thì là kiếp sau đừng mong gặp lại giáo pháp này, đừng mong gặp lại giáo pháp này. À, cái khoái ham mùa chú đi để dĩ nhiên cái đó nó gọi đọc cái pháp mà không biết mình ở đây giờ nó có con tàu nguyện cung ma thông á, một con cung ma thông vậy là mấy triệu nha, mà nuôi nó cho đã, nuôi nó thứ nhất á, nuôi nó này cỡ này mà nuôi nó nè là không có con nha. Thứ hai nữa khi mà nuôi lớn rồi đó là nó đủ máu người này luôn, đổi lại là muốn gì nó cho đó, muốn gì nó cho nó. Nó là con quỷ chứ ma quỷ. Nhưng mà ông bác sĩ đó là ông cố vậy là ông thiện rồi. Bởi vậy ông thì ông có thiện gì hết trơn, cái này không có thiện gì hết trơn. Nó như là nó làm cái mấy người đây cái chùa nó luyện chút một á là nó làm cho lợi chút mắt. Bây giờ Việt Nam thì cũng có mấy ông phái luyện rất là nhiều lắm, mà anh nghĩ cái đó không biết cái tai hại của nó là coi như Đức Tâm Quy, mà Đức Tâm Quy á lúc này thì gò mặc áo vậy đó, gọi là trộm cắp nha, trộm cắp tâm tướng nha, không thấy được những cái hậu quả nguy hại do không học thôi, thấy có lợi trước mắt thôi. Đấy là người dùng chú Phật cái mà nói người ta nghe đó, nhưng mà không biết mình Đức Tâm Quy là kiếp này vậy, những kiếp về sau á gặp Phật giáo ra xuất hiện rồi đó, gặp rồi cứ bỏ đi luôn chứ không phải là cái đâu nè. Trong thời Đức Phật á, Đức Phật người xuất hiện ngoại giáo gặp Đức Phật đi luôn, biết bao nhiêu người gặp đi luôn, nghe Phật giảng thế tới rồi cũng bỏ đi luôn, có chuyện không? Mấy cái đó rất là cực kỳ nguy hiểm mà không thấy nè, mà phái cái lợi trước mắt. Rồi, thứ 11 nhiều lắm. Đừng thấy ta thành công tưởng ta phước, cái đó là do chú Phật đó. Mà Đức Tâm Quy là cũng hay. Nhất là hỏi một cung ma thông nghe cái gì sao nó uống máu nó ghê. Nó là con xà rồng. Nó là quỷ rồi. Dạ, sao không? Rồi. Do
thần lực của chư thiên kích động, do thần lực của chư thiên phát động cũng được. Như trong kinh Hàng Ma có ghi, như trong kinh Hàng Ma ở trung bộ kinh có ghi, như trong kinh Hàng Ma hàng của đê á, ma ở trung bộ kinh có ghi, do ác ma tu si tác động, do ác ma tu si tác động, dân của một làng, dân của một làng mắng chửi dân làng, dân của một làng mắng chửi hội chúng của Đức Phật, các cứu sanh thánh, phải mệnh chung dân là ấy rớt xuống vào cảnh chấm chấm. Dân một làng chư hội chúng của Đức Phật, các cứu sanh thế, phải chư hội chúng của Đức Phật, các cứu sanh thế, các cứu sanh thế biết chế không? Cái cuốn sinh thái này cái âm nó là gì? Cổ lưu tôn bán sinh. Phải mệnh chung nhân là ấy sinh lệnh của trời, chấm nhà lắng nghe. Thế thì do cái tác động của chư thiên, thần lực của chư thiên tác động tới từ một chân làng ấy, rồi là nó mắng chửi hội chúng của cái bậc cái cũng sinh thái, thì mệnh chung nhân làng nó rớt xuống một cảnh, một chân làng khác tán thán nghe, thì mệnh chung nhân làng nó được sanh về cõi trời. Thì bài này nằm trong kinh Hàng Ma, chứ là ở trong một kinh, trong kinh Hàng Ma có một bài thở ngày Triều Liên á, Triều Liên á, biết ngày Triều Liên không? Không nghe. Sau khi họ thuận xong á, ngày ngồi nghỉ trưa, ăn chút cơ tâm thì ngày nghỉ trưa, cái sau khi mà xuất hiện ngày thấy trong bụng ngày hơi nặng nặng. Ngày ngẫm nghĩ cái gì kỳ vậy ta? Ngày nó mới đưa tâm chi nhãn ngày quán thấy ác ma nằm trong đó. Không ma nằm đó. Ngày mới nói này ác ma tao thấy người mà đi ra đi, đừng ở đó. Thì ác ma này ngay cả một đạo sư của cái ông này cũng không thấy ta nữa. Lẽ vậy thì sao không thấy được? Phải ta thử rồi, bò ra đứng ở cái chóp mũi này, trong cái lông mũi này. Ngày một kỳ liên ngày ấy, người ta đứng ở trước người, cái mũi ra nè, để đi ra đi. Rồi cái ngày người tâm người quán xét, cái ngày mới nói là này ác ma, vào thời Đức Phật có cái sinh thái,
Ba thứ là ăn gì? Ê, do tác động của hai viên đạn này đó, cho nên bị cái quả đó, đó cho nên bị rớt xuống địa ngục chịu khổ khủng khiếp. Nghĩa là mọi người là con chị ta, con chị ta cái ác âm si này á, có người chị cũng là thiên nữ rồi đó, người chị rồi khi cái ác âm si này chết rớt đó, ác âm si này á vì lực lớn mà chúng nhờ ở tàu. Nhưng mà dương mà như phá được bậc á, mà dương mà phá được bậc á nha, quậy phá được bậc á lại là con của người chị. Bây giờ là khi tới ngày ngày thường liên này, nghe nghe ngày thường liên mới chỉ đó, ngươi là cháu của ta đó, cháu kêu bằng cậu gì nữa, cháu kêu bằng cậu đúng không? Nghe mà do ngày kể là ngày bị rớt xuống địa ngục, bị bỏ như thế nào đó. Này cái ông đó làm chi này chán quá nghe, cho nên là cái ngày mới nói tôi kể chết đụng chạm tới hội chúng của Đức Thế Tôn rồi nó bỏ đi, không còn quậy phá cái đồn. Mà ác ma, cái ác ma này có tên là gì? Ác ma nó có tên là gì? Ma Dương có tên là gì? Ma Rá là cái tên, cái hiệu. Ma Rá là cái hiệu cái gì? Cái này có nghĩa cái bậc cũng năm nguồn bắc một hai không? Có không? Yeah. Có nghĩa cái bậc cũng năm nguồn bắc một hai không? Yeah. Có. Có đọc không? Có đọc mà không nhớ cô. Có đọc sao nhớ? Có sao không? Quá sắp tùy. Đó. Quá sao một tí. Trời mấy điên đầu đà hỏi mấy câu này, hỏi câu tàu lao luôn. Bây giờ á, cho điên đầu đà nè, nghe cái câu hỏi với trả lời các quốc á. Bây giờ cái Bình Dương, vụ án Bình Dương nổi tiếng không? Là anh chàng nó giết mẹ nè, giết gì nè, giết bà ngoại nè, đúng không? Vậy có phải là nghiệp quả không? Cái bị giết vẫn là người quả của nghiệp. Chúng ta đây cũng bị quả của nghiệp mà mình đang bị cộng nghiệp nè. Cho nên cúp điện khổ cả đám nè. Cái bài đó là cái vụ mà con một món gà mà bị chết đó, là khi cái nghiệp đó ôi trời ơi, chửi quá trời. Rồi chửi quá. Bà nào? Bà nói cái gì á, bà nói cái cô đó cứ giao gà, người con gà đi 30 Tết thì bị tụi nó hãm hiếp tâm nó giết chết. Rồi bà giết đó, bà nói là quả của cái nghiệp quá khứ của cái cô này. Gia đình ta chửi chết. Chửi là phải rồi. Chửi là phải. Bà làm gì bà cái nghiệp của thứ con người nhỏ này? Thì bà cũng cái suy nghĩ rồi bà cái... Cái gì cũng chuyện không? Bà là cái là bị chửi là phải rồi. Bà là cái gì mà bà biết được cái con quá khứ cái nghiệp con này làm? Tử tử dốt rồi bà biết rồi. Bà lên bà nói bà ai nhập đầu nhập cốt thì bà giải nghiệp gì kia. Bà nói giỏi hơn Phật nữa. Bà nói giải nghiệp thì bà sai rồi. Bà nói cái nghiệp không có nghiệp quá. Nó không giải nghiệp đàng hoàng nữa. Bà giải nghiệp. Bà giỏi hơn Phật cái chịu thua luôn rồi. Tào lao mà dân nó xin lỗi nha, dân miền Bắc nó mê tín khủng khiếp luôn. Phải nhìn phải gì hay gái đi nó nhìn lại cái đó thôi chứ gì to quá. Bây giờ nghe 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 cái anh chàng ở Bình Dương mà giết mẹ nè, giết bà ngoại nè, giết gì đó thì những người bị giết với do của quả quá khứ, quả gì đâu biết, nhưng nhân nghiệp quá khứ dẫn cho quả nè. Còn cái người giết này là đã tạo nhân, tạo nhân mới. Còn người kia nhận cái quả mới. Ví dụ như bây giờ nè, giờ quý vị cúng dường trai tăng hay gì đó đúng không? Có không? Vậy do cái quả cái nghiệp quá khứ bắt buộc giờ phải cúng dường phải không? Phải không?
nhân mà. Bởi nhân nhân là thế là quả. Nhưng mà không bị kia là hưởng quả. À, cái gì kia hưởng quả không? Đây là mình nói trên bệnh viện là thiện đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ bệnh viện cũng có thiện cũng tương tự vậy cái gì đó. Lặp lại cái đề đó cái gì đó. Có hiểu không? Có thể giết ai đó chứ không phải giết cha mẹ. Nhưng bây giờ tự nhiên cái người này mới giết cha mẹ nó thì nó tạo cái nhân ác cái của người ta tội rồi. Nhưng mà trong quá khứ này cũng có giết cái gì giết ai đó chứ hẹn giờ gặp lại nó quả. Nếu mà nó quả thì nó ở nó mãi đây hiểu cái này không? Vậy mình nói cái này cũng khó nói, nó sao khó nói. Hỏi cho người ta nói cái này khó nói, sao khó nói? Có rành rành như vậy mà không khó nói là sao? Cứ nói Đức Phật gia nên làm đau khổ gia du đà la với vua tịnh bạn và vợ con vậy là không bị trả quả. Câu cái đau khổ ở trên đời này, này. Nó có bốn hạng người bởi vậy dốt nó nói chuyện nó chịu tào lao quá thì nó dốt nói chuyện tào lao nó chửi không sợ chửi luôn nếu nó không sợ bây giờ nè ở trên thế gian này có bốn cái dạng hạng người nè hạng người nè khổ hiện tại khổ hiện tại nè tương lai là trong hiện tại khổ mà ở về sau mà lại là an lạc. Bây giờ các kỳ giới là khổ không? Khổ. 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 Nhưng mà trong tương lai được an lạc đúng không? Hành thiền khổ không? Khổ. Nhưng mà trong tương lai được an lạc đúng không? Có hạng người cái thứ là khổ hiện tại. Rồi là khổ tương lai. Không là gì hết. Nếu bây giờ trong hiện tại khổ nè. Nè, uống rượu nè. Rồi hút sách nè, cờ bạc nè. Có phải khổ trong hiện tại không? Dạ, khổ. Rồi tương lai khổ không? Khổ như thường. Rồi bây giờ trong hiện tại là đi bán vé số là khổ không? Khổ. Mà không làm bước là tương lai khổ như không? Thấy rõ vậy đúng không? Mà có người là lạc hiện tại nè. Mà khổ tư là có khổ tương lai nè. Nghĩ sướng không? Nghĩ khỏi đọc sách sướng không? Để sướng sướng không? Sướng không? Rồi cái tương lai cái đầu óc mình nó ngu mẩm lên. Nó ngu đần lên. Ai nói gì nghe đó, ai nói gì nghe đó. Vậy là khổ hay sướng? Khổ. Nếu giờ cái là lạc hiện tại, trong hiện tại thì sướng thoải mái đúng không? Nhưng mà tương lai á, ngồi học đây nè, ngồi học đây khổ không? Khổ. Khổ ấy, nhức đầu, nhiều khi đau lưng, nhức mỏi kia đúng không? À, nhưng mà cái đó cũng mở đen đúng không? Sau này ai nói gì mình biết là sai đúng liền. Rồi mình biết được cách tạo phước, mình biết được cách làm sao cái nghiệp xấu nó tự giảm bớt cho mình. Đúng không? Cái này là nó là khổ hiện tại mà lạc tương lai đúng không? Đúng chưa? Còn có hạn nữa là lạc hiện tại rồi lạc tương lai. Cái hạn này có kiếm mà hồi chứ còn có. Ví dụ bà Visakha là lạc hiện tại rồi lạc tương lai. Đắc Quả Thánh là lạc tương lai gì nữa đúng không? Nếu một cái kiếm là hạng này nữa, giờ có những người á lạc trong hiện tại mà khổ tương lai cũng thấy giàu cũng kiếp lắm, muốn gì có đó. Tối ngày đi karaoke, đi điều khiển điều quân khiển tướng, biết điều quân khiển tướng không? Tiến lên tiến xuống gì đó. Đủ khủng khiếp đó. Cho nên cái điểm mộng Đức Phật này vậy đó cho. Đi kinh hành trên núi phẩm mà trên không bánh nhơ, cái đó mới ghê. Còn bây giờ mới chạy theo phẩm thôi à.
về dính chân cả. Cho nên thì bà gia chú là ba nè, bà gia chú là ba nè, vua Tịnh Phạn nè, có phải là hồi nãy bỏ đi này kia nghĩa là khổ không hiện tại không? Còn về sau kiếm đạo quả lại là làm trong tương lai đúng không? Cái này chắc chắn được không? Được không? Hay là không được? Được. Hay là muốn làm trong hiện tại khổ trong tương lai? Giả sử, cứ nói giả sử Bồ Tát không đi xuất gia, những này không bao giờ xảy ra đâu. Tại vì cái phước của ngài là vậy rồi. Ngài không đi xuất gia, ngài ở lại trong gia đình với bà Gia Chu Đà La đúng không? Rồi ngài lên làm chữ ương dương đúng không? Đúng rồi. Bây giờ có ai con Phật ngài không? Ngài theo giáo pháp ngài không? Ngài có giải thoát sinh tử người rồi không? Đâu đâu như chưa. Rồi cái nguyên dòng họ Gia Chu Đà La, Bà Ngô Tâm Mi, Vua Tịnh Phạn, Đa Hồng La, Ninh Tá rồi. Có ai không có tạo hóa được không? Cho nên đem cái ngồi trên ớt, ngồi đá giếng, ngồi bày đập tân tích trời cao. Dốt vừa chỗ thiên hạ dốt bụi chứ. Nó nói nhìn thấy cuộc đời á, nhìn thấy cuộc đời là như vậy, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật là đi ngược lại với cuộc đời, là đi song song với cuộc đời nhưng mà đi ngược với cuộc đời. Nó từng nói rồi, cuộc đời đi theo cái đại này. Nó đi theo ái nè. Còn á, đạo Phật á, nó cũng đi song song vậy. Chứ nó không có tất lệ đâu. Nó đi song song nhưng mà đây nè, nó đi ngược lại với cái dòng của cuộc đời. Đây là diệt ái. Diệt ái. Người ta cái bản mà cái bản hàng ma đó, tinh hàng ma đó, người ta đặt ra một vấn đề, cái này là vấn đề tại sao cái thần lực của chư thiên xúi dục dân làng mắng chửi vậy đó mà dân làng lại bị rớt xuống khẩu cảnh, có phải là người khác làm mình chịu không? Rồi cái do thần lực của chư thiên khiến cho dân làng mà tán tán hậu chúng Đức Thế Tôn á, rồi sanh lên như thế, không phải người khác làm thử không? Nhưng mà thật sự đâu phải, bởi vì trong cái nghe thoáng qua như vậy đó, mình tưởng vậy đó, cho nên là không có hiểu được những cái vi tế, cái sâu xa nằm trong đó. Mà bạn sẽ giải ra hết rồi. Để cho cái thần thể để cho cái hội chúng của Đức Thế Tôn các quốc sanh pháp này. Không nuôi em tịnh được, cho nên trước đó cái nhân đàn này mà Thám Ân Sư nó biết mà các ngài sẽ đi du hành tới cái nhân đàn này biết. Bây giờ nó các Ân Sư nó hóa ra những cái thiệt khu ni cũng đi tới trước, nhưng mà cái nhóm này nó quá ra cái nhóm này là những thiệt khu ni được đi tới là phá giới không, nó làm cái đó những hình ảnh ảo nè, nó làm cho những tiền của ni này phá giới rồi, nhưng làm nó tu hành nhiều kiếp kỳ vậy, nên là cái tâm lý trong cái tâm á đã bất mãn rồi, không biết dò trước cái dò trước là sao, quán xét trước quán xét sao, cái nào lợi cái nào hại đâu, không bao giờ biết quán xét cái chuyện đó, mà chỉ thực hiện theo cái bản năng của mình thôi. Thấy người ta xấu cái gồm chung người ta gì cá bèo lứa đó gồm chung hết đó, khi đó mới là có cái niềm ghét sẵn ở trong tâm rồi, tức là cái tâm sân tư đã có sẵn ở trong tâm rồi, nó ghét rồi, nó còn quá sẵn rồi, cho nên cái hội chúng có cái ngày như đây nè đó.
đấy thì lúc đó mới ồ mấy ông này giống mấy ông kia vậy, mấy ông kia phá giới mấy ông này cũng đâu có tốt lành gì đâu, chửi mắng à, chửi mắng thì chửi mắng nó do tâm lý của cái người dân làng đó mà thôi. Thì giai đoạn đầu là tâm lý nó tác động thật à, nhưng mà cái làm sao này là do cái tâm lý à, cho nên không biết được cái trước cái sau, không biết cái lợi cái hại nè, rồi cái phản ứng theo cái bản năng mình thôi. Rồi cho nên là mắng chửi cái đúng hết cái phần này nói là này chứ thì không hãy giữ niệm đây là dân làng bị tác động của ác ma MC nè. Bây giờ cái sau khi đi trong làng sau một buổi mắng cái ngày vẫn yên lặng đi ra thì bác không ai để cái như đã vậy mà không để bác nè. Rồi ngày cái ngày cái yên lặng đi ra là họ cái khu làng đó. Rồi các ngày mới đi qua cái khu làng thứ hai, này khu làng thứ hai này nè cũng ác ma MC tác động. Rồi nó khóa ra những kinh thì khôn thì cũng đi hiền hẹn đi đứng đàng hoàng nghiêm túc giữ giới này kia, cái dân làng này phát sinh tin tức, có niềm tin nè, hiểu không? Rồi cho nên khi mà đi tới dân làng quen hỉ bác này kia thì tự trong thâm tâm của những người đó cũng đã có một cái niềm tin rồi đúng không? Rồi mới đặt bát cho nên mới được sinh thiên. Thì tới đây ngài cái Phật ngài các vị sư lát cũng nói với dân làng đúng không? Này các vị tu, đây là tác động ác ma MC hãy giữ niệm. Rồi các ngài vẫn bình thản, có khen ngợi, có tán thán cái gì đó. Ở trên này nó làm cho cái mắng chửi ghê vậy, coi tâm của các vị này có rung động không? Thấy vẫn bình thản đúng không? Qua đây nó làm cho tán thán còn rung động không? Nên cho nên nó cũng không có cái phần ngày cảnh báo này không đó, cái ngày cũng giữ lấy cái tâm mình thản ra đi thì nó làm gì cũng thất bại, nên vô mắng chửi cái ngày cũng vẫn bình thản đúng không, mà vô cái khen ngợi cái ngày cũng vẫn bình thản đúng không, nên cái tâm của các Phật tánh là như vậy đó. Nên cho nên nó thất bại, nó tức quá, nó nhập vô đứa bé nó ném đá trội vô đầu lúc Phật, nó quý thu ra quý thu ra lỗ máu thì giờ đi cục bóng này qua quý thu ra tất nước rút cái hát lên xì đó xuống thì có ba tỷ mã lên xì đó chính gì, nó là tiền phân ngầm còn đi kiếp đó vẫn còn dễ vẫn còn rồi từ với địa ngục quyển sanh lên là một kiền ngày một kiền thiên mới nỗ lực tu tập. Nhẫn đã vậy vẫn còn bị nha, đã vậy nó quả ra hén rồi nha, còn vẫn bị nghiệp cái ba thân nó theo nha, cho nên ngày trước ngày nhập vô đứa bé đúng không, giờ bị ác ma con ác ma cháu này nhập vô lại ngày nó vẫn nhân quả nó liền do nha. Cho nên ráng làm sao khi thấy được cái nhân quả để mà đối diện với nó, không có chối cãi được cái nó đâu. Quý vị làm đây có thể chối với người này được không? Chối người kia nhưng mà không chối được với nhân quả, không chối được cái nghiệp quả báo. Kiếp chót cũng dài đợi với địa ngục lên phải không? Đúng rồi. Cái phần này sẽ nói cái phần này sẽ nói sẽ tránh lên làm gì có gì dẫn chứng ra chỗ nào. Nhưng mà thường là đứa chắc chắn rồi sẽ giới biết là sư nói là thấy có sắc mất cái chứng. Không bao giờ sư thầy không bao giờ nó ẩu được. Cho nên thầy gọi thôi chỉ ra chỗ đó. Nhưng mà cũng có điểm may thay vì cho những người mà có ác đó, họ trở lại chuyện đó thì họ có sức mạnh mà niềm tin cho đó. Đúng rồi. Tôi phải còn mạnh lên mặt đó. Xin nói cái gì nữa? Bây giờ xin nói nó thật cho các vị phá giới đó. Cái gì mà có phá giới đó. Cái gì mà có phá giới đó. Xin cũng không có chịu bao nhiêu đâu. Tại quý vị làm cái gì chịu. Nhưng mà quý vị mà đụng chạm tới Đức Phật Pháp Tăng thì đừng có tách xem. Cái đó là cái hơi thở của sự mà đụng tới là đừng có tách xem. Không có đọc. Đọc không có được. Cùng lắm á, đọc cũng đâu có lợi gì đâu. Cùng lắm mình cũng cộng nghiệp như thôi. Đừng ai nói đi thôi. Thì sau này gặp lại nó mệt lắm. Rồi, 13.
Bắt giờ nha. 12. Do rối loạn tứ đại trong cơ thể, do rối loạn tứ đại trong cơ thể như nóng quá, sốt, mê man, có thấy như vậy không? Có. À, đó là cái thứ hai, đó là cái nỗi. Rồi, 13. 13. 13. Do có chi kiến tính tắn, do có chi kiến tính tắn dựa trên tứ đế, qua khí quan, do có chi kiến tính tắn dựa trên tứ đế, qua khí quan, khí quan, ví dụ nghe đó, có ba loại khí. Khí quan là khí tu, khí tư và khí tu. Mình do nghe vậy đó, do nghe vậy, nhưng mà quan trọng nhất là cái, quan trọng nhất là cái mình suy tư coi cái nào đúng cái nào sai. Ok, là biết cái đúng rồi đó là tiến hành tu tập. Cái khí quan để làm nền cho khí tư. À, khí quan cũng giống như bạn cũng chưa vậy thôi. Rồi cái tư là cái suy ngẫm ra. À, rồi coi cái người này nói vậy đó đúng hay sai. À, rồi cái pháp này đúng hay sai. Ví dụ như tôi nói nè, ví dụ như tôi nói cho quý vị nghe nè, nha. Và nếu cần thì tôi dẫn chứng cho quý vị thấy theo trong sách Thanh Tịnh Đạo giải thích. Nha, giải thích cái niệm hơi thở đó. Cái giai đoạn đầu phải điếm nha. Cho nên cái Liên Cầu Đàm nói số thức quen đó, rồi cái trả lời Trung Quốc đó, cái giai đoạn đầu phải điếm nha. Mà điếm á, có hai cách điếm nữa. Điếm nhanh nè, đầu cái là điếm chậm nè. Rồi sao mà nó điếm nhanh nè? Nếu chậm là hơi thở còn khô á, cho nên khi hít vô xong rồi đó, rồi mới đếm một, rồi thở ra xong rồi mới đếm hai, rồi mới đếm một, rồi hít vô rồi mới đếm hai, hít vô xong rồi mới đếm, đó là đếm chậm. Còn tới khi mà cái hơi thở nó vi tế rồi đó, nó vi tế, nó nhẹ nhàng đó, là lúc đó chỉ đi, chỉ thấy cái chạm trên trong cái thôi, đang đứng trước. Thì cái chạm này của pháp này, của pháp của xá này giải thích rồi, cũng giống người đông lúa vậy đó. Đông xong một cái lít lúa không, gạt xong không, nó đổ trong bò tiếng mọt này, đổ ra ngoài đó, lượm rác, lượm những cái ra xong lấy vô cho đầy trở lại, đổ vô tiếng mọt. Nghe hít thở vô tiếng mọt, tiếng thở ra tiếng mọt rồi đó. Rồi cái một giai đoạn sau đó là nếm nhanh, tại lúc đó là hơi thở nó nhẹ dần rồi, rồi nếm nhanh, rồi nếm nhanh thì sao? Mấy ngày mới tới con sáng ngày giải thích giống như cái người mà chăn trâu rồi đó, rồi vào buổi sáng mở cửa chuồng trâu ra, thì giai đoạn đầu còn một hai con ra đúng không? Giai đoạn sau còn một bầy lúa ra, thì một đầu nó phải những con trâu mà nó chưa tới cửa chùa đã điếm trước, đã điếm rồi để coi được bao nhiêu con, mới nhận lãnh cái bầy trâu đem về chiều cái giao lại cho chủ, đó là điếm nhanh. Rồi sau là điếm nhanh một thời gian sau mất cái này thì nó mới là cảm giác thân hình sẽ thở vô dễ tập, cảm giác thân hình sẽ giờ thở ra dễ tập, an lạc thân hình vị ấy sẽ thở vô dễ tập, an lạc thân hình sẽ tự ra dễ tập. Bốn giai đoạn này dành cho Phật tử sơ cơ. Còn quán tâm, quán pháp, quán tâm, quán thọ, quán thọ, quán tâm, quán pháp
dành cho những người đã có đắc thiền. Trong sách Tịnh Độ ghi rõ như vậy luôn. Giờ bây giờ chạy về gom thiền niệm thọ, dành thiền niệm tâm, có khi thiền định ở cần định chưa có gì hết, tào lao rất cực kỳ tào lao. Nhiều cái chuyện muốn nổi tiếng, muốn nổi mới trở về cái đấy niệm thọ là xưa rồi, bây giờ cái mới là niệm thọ, cái niệm thân là xưa rồi, giờ cái mới là niệm thọ, rồi cái mới cái ông khác gì vậy thôi, cái niệm cao hơn niệm tâm, rồi rốt cuộc cái thôi trung học yếu lắm, giờ phải học cái đại học, mà trong khi lớp 1 chưa xong học cái gì. Hả? Nó qua cái đó. Nó phải vậy. Nên 12 thì do gì? 12 do đối loạn nó mới đại. Nên là cái đại 13 là do cái nắng lửa tinh tế và thế gian đúng không? Và thứ tư là mình suy tư. Mình suy tư. Rồi thứ tư là gì? Rồi đó mình tu tập. Mình thấy đúng mình tu tập. Cũng giống như Bồ Tát á, có cái tí suy tư á, ngày ba ví dụ khởi lên cho ngài một cái cây mà muốn đốt, nhưng cái cây đó bỏ trong nước thì không thể nào chịu lửa được, cũng vậy thọ hưởng ngũ dục nhiều là không bao giờ có thể chứng đắc được cái pháp thượng nhân nha. Một cái cây muốn đốt mà nó còn tươi thì cũng không thể nào đốt được, thì cái cây khô ấy. Cái lý này ngài nghĩ như vậy cho ngài quay qua khổ hạnh, cái đó cũng là một cái sai lầm của ngài. Khô mà cái cây để ra cái nước thông thường mà để thì khô héo đốt có được đúng không? Ngài nghĩ như vậy cho nên mới ngài thực hành khổ hạnh, mà ngài thực hành khổ hạnh là cũng là sai lầm. Mới khi ngài chịu không nổi ngài té xuống ngài xỉu mà nó nổi mà ông kia thiên ông nói là sao con ma chết rồi. Nè. Nghe. Giải báo hộ cho vua tịnh tạng, vua tịnh tạng hỏi. Vậy con ta chứng quả, chứng vô thượng chứng giác chưa? Chưa. Vậy nó chưa chết. Ông có niềm tin khủng khiếp vậy đó. Ông có niềm tin khủng khiếp vậy đó. Cho nên khi mà về, cái bậc này về vô tình bạn kể lại mọi người không phải bổng sanh á, không má ba lá, không phải kiếp này mà đại vô thông tin, kiếp xưa cũng ra thông tin rồi, nghe xong chú quả thức la này mỗi người có một tiền duyên khác nhau. Rồi khi mà ngài Bồ Tát ngã xuống rồi đó, ngài mới nói vậy, ngài mới suy ngẫm đây, ngài mới suy tư, cũng là suy tư mà lúc này mới đúng nè. Lúc cái trước là sự từ mà sai đúng không, cho nên mình đi thực hành khổ hạnh đúng không, mà thực hành khổ hạnh đó là do cái phong trào, do cái phong trào bây giờ thời của ngài á, phong trào khổ hạnh rất là mạnh, ai cũng sùng bái mấy người khổ hạnh đó, cũng giống như bây giờ vì sùng bái mấy người mà không nhận tiền thôi chứ có gì đâu, đi trang vậy thôi chứ có gì đâu. Không nhận tiền là tốt, chứ không nói nó xấu đâu. Nhưng đừng nói rằng là tôi không nhận tiền là giới trong sạch, mấy ông nào nhận tiền là giới bê bối, không nên nói câu đó. Các ông không nhận tiền là tốt, mấy. Nhưng mấy ông xuyên tạc kiểu đó là ông nên chết. Mà sư nghe mấy cái luận điểm là tôi một phật tử vậy, mấy ông là không nhận tiền là ông giữ giới trong sạch, còn mấy ông mà nhận tiền cũng giữ giới bơ bối này kia, cái đó là mấy cái quỷ bán tăng mà ông thấy. Thì sư nói quỷ bán tăng mà sư nói là quỷ bán mấy tiền cũng trong sạch cũng nói đâu, cái đó mấy cái chết đó. Nhất là cái đám bạn bè con thân. Sư Giác Nguyên nói là vị tỳ khưu mà từ chối đi cái vật thực, mà hay từ chối cái gì đó, từ chối cái giống
giống như dạng thứ sự thôi, để cho tạo điều kiện cho mình tu hành đó vẫn là một cái vị pháp luật đó sai. Từ chối là vẫn là sai hết chứ. Không phải sai, nhưng mà từ chối cái nào, từ chối cái nào. Đúng rồi. Chứ không phải là cái nào cũng nhận hết, không phải. Cái nghĩ là vừa cái là để vừa đủ để cho mình có cái điều kiện để mình tu á, mà mình từ chối cái đó là mình rơi vô khổ hạnh, là mình sai. Chứ không phải cái nào cũng từ chối cũng là sai đâu. Mà đâu phải cái nào nhận là đúng đâu. Cho nên nó đừng có bây giờ nếu mình có nghĩ để xuyên tạc nữa. Cho nên cái một tát á, nhớ lại á, khi mà ngã xỉu xuống của cái tư nè, ngày ngã xỉu thì nói là nghe ngày tỉnh này đó, nếu mà trước đây có những người nằm mà khổ hạnh á thì nhiều lắm cũng tới ta là cùng thôi, thậm chí ăn con bò nha. Đấy, trong bài kinh mà giảng cho ngài như giảng như ngài Sáu Thập Phất hay giảng như sĩ gì đó, là Chanh Đức Sơn Ý, là ngày không hạnh rồi, 7 ngày ăn một mặt mè, 7 ngày ngồi một đậu là chuyện nhỏ rồi nha, mới chuyện vậy chưa đủ nữa, ngày cũng tới chuồng bò đó, để mấy con bò con á, mà nó ị ra đó, ngài lấy phân nghe. Vậy luôn hả? Ăn phân của mình, phân không có hùng thân là phân bò, ghê lắm vậy đó. Vậy ngài mới nói là nếu trước đây ai con hạnh cũng cỡ cũng nhiều lắm tới ta thôi, mà sau này cái ai cũng con hạnh cũng nhiều lắm cái mức độ ta thôi, mà cái mức độ này không có chứng đắc được, vậy thì còn phát ngôn nào nữa. Của ngài mới nhớ là lúc 7 tuổi ngài ngồi thiền ở dưới cội cây tâm đó, nói à thì ra đây là cái con đường đi nè, cho ngài mới từ bỏ cái khổ hạnh của ngài thọ thực lại. Từ lúc mà mình bỏ khổ hạnh rồi thọ thực lại thời gian dài lắm, chứ không phải ngắn đâu, không phải 1-2 ngày đâu nha. Quý vị nghĩ coi, quý vị nhịn ăn cả tuần này qua tuần kia đúng không, mới ăn vô mới ăn lại liền lúc mà tử chết liền á, quen từ từ trong lúc này thọ được từ từ á, trong ngày trường dư mới ô sa môn tu ma phổ thắng tinh tấn rồi thôi, ở không có gì nữa, bỏ đi chứ bỏ đúng không, cái sao vậy, chữ thiên nuôi đâu, cái đi làm nuôi chữ thiên nào mà nuôi, cái bỏ đi chứ bỏ đúng không, ngày cái vô tư này đường ta cứ đi đúng không. Yeah, cuối cùng thì ngài có thật sự chứng đó, người nghiệp xong xuôi rồi, bây giờ mới thấy cái tâm của ngài nè. Ngài nghĩ tới khi mà tỉnh xuất phát xong, ngài mới nghĩ tới vị thầy đầu tiên là Alara, và chư thiên báo là vị này đã từ thần tối hôm qua đúng không, vậy mới từ thần bảy cách đây 7 ngày rồi, ngài mới nghĩ tới vị thầy thứ hai là Phú Đất Cá, vì thế chư thiên báo là vị này đã từ thần tối hôm qua. Rồi cuối cùng thứ ba ngày nghỉ đến 5 ngày thì mình như thế ở đây ở Ushipatthana, ngày mới đi bộ tới à. cái suy tư ra đó này nó được con đường trung đạo cũng do chính ngày suy tư, rồi sau khi mà ở trên cái khỏe mạnh xong ngày chứng tế, ngày thấy ở đây trên đây là đạo lộ đúng đắn, không thiên khỏe mạnh mà không thiên vậy rồi ta giữ đó là mười và bốn là do thánh trí tác động, chấm nên nói thêm thôi, thánh trí tác động ấy cái như là Đức Phật của chúng ta nè, khi mà ngài có cái ngày ở trong hương thất của ngài đó, một ngày á ngài có 6 thời lúc quán xét thế gian, buổi già buổi sáng rồi nè, buổi trưa sau khi mà ngài nghỉ trưa trong rừng không nghe trong hương thất đâu, ngài bắt đầu quán xét là buổi chiều với ngài quán xét, nhưng mà ngài xuất phát cho cái các cư sĩ đó, ngài quán xét nguyên cư sĩ tới rất là đông nha,
Nhưng ngài quán xét là trong hội chúng này cái nhóm nào có duyên lành đạo quả, nhóm nào không có duyên lành đạo quả, cái nhóm nào không có duyên lành đạo quả ngài đẩy qua bên. Tại vì nhóm mà không có duyên lành đạo quả nói nhiều cũng vậy à, nó không kiến tách gì hết, ngài đẩy về vô ích. Cái nhóm nào có duyên lành đạo quả thì coi cái duyên của cái nhóm này nó thuộc chuyện pháp môn nào, nó thầy giả pháp môn đó. Đó là lúc vô sẽ chịu. Rồi lúc tối ngài quán xét cái nhóm từ cương này thực hành cái pháp nào thì giải pháp. Rồi lúc tối rồi cái khoảng giữa từ cái lúc mà giải pháp xong cho tới khoảng giữa rồi đó. Ngài quán xét rồi chư thiên tới hỏi thì ngài trả lời, còn chư thiên cũng tới hỏi đó thì ngài đưa tâm mình quán xét. Còn quán xét trong cái nhóm tỳ cô tỳ cô ni ai rồi có duyên lành chứng tất đạo quả thấy rồi tới nhân ngưỡng cửa rồi mà chưa tự mình phá được á, ngài phóng hào quang xuống ngài tập một câu kệ ngôn này, trong cái trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ rồi đó, thì nghe xong cái mấy kệ ngôn vậy nó đưa tâm quán xét thì chưa chứng quả a la hán. Cái trường hợp này gọi là thánh trí tác động mới làm tới. Đó là 14 nguyên nhân khiến cho kiến cho cái tâm lưỡi ngôn nó sanh khởi lên đó. Rồi nghỉ đi, bữa nay trái giáo án rồi, bữa nay tự hết bài.